Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các thương hiệu lớn trả mặt bằng vì giá quá cao. Ngày 17 tháng 9, AFA tiếng Việt loan tình, sau Starbucks đến McDonald trả mặt bằng thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ là McDonald vừa thông báo đóng cửa cửa hàng đầu tiên của mình ở Việt Nam sau 10 năm bắt đầu vào ngày 19 tháng 9, nhưng cho biết các cửa hàng khác của hãng trên toàn quốc vẫn tiếp tục hoạt động. AFA cho biết việc McDonald rời bỏ cửa hàng lớn tại trung tâm Sài Gòn xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi thương hiệu cà phê nổi tiếng của Mỹ là Starbucks cũng quyết định ngừng hoạt động tại cửa hàng lớn của hãng cũng ở trung tâm Sài Gòn có tên Starbucks Resort hàng thuyền. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo trang AFA, cửa hàng McDonald Bến Thành thông báo ngừng hoạt động vào 2 giờ sáng ngày 19 tháng 9 và không nêu lý do. Đây là cửa hàng được khai trương vào tháng 5 năm 2014, 3 tháng sau khi McDonald's vào Việt Nam. Hiện hãng đồ ăn này có 36 cửa hàng ở Việt Nam, thấp hơn nhiều so với con số mục tiêu đưa ra là 100 cửa hàng trên toàn quốc. Trước đó, ngày 26 tháng 8, vẫn theo AFA, Starbucks, hàng thuyền cũng gửi lời tạm biệt tới khách hàng sau 7 năm gắn bó. Đây là cửa hàng cà phê cao cấp đầu tiên và duy nhất của Starbucks ở Sài Gòn, khai trương vào năm 2017 Hãng không thông báo lý do cụ thể việc đóng cửa, chỉ cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố. AFA cũng cho biết, truyền thông trong nước phỏng vấn một số chuyên gia trong nước và cho rằng yếu tố giá thuê mặt bằng quá cao cũng có thể là một trong những lý do khiến các hãng lớn rời bỏ các mặt bằng đẹp ở thành phố đông dân nhất cả nước. Giá thuê mặt bằng ở cửa hàng của Starbucks được ước tính khoảng 30.000 đô la một tháng, trong khi giá thuê mặt bằng của McDonald được ước tính từ 14.000 đến 15.000 đô la một tháng. Truyền thông nhà nước cũng cho biết, nhiều nhãn hàng đang ồ ạt trả lại mặt bằng ở Sài Gòn từ giữa năm 2023 và hiện vẫn chưa dừng lại. Một số chuyên gia và doanh nghiệp cho do báo chí trong nước biết, lý do là kinh doanh không hiệu quả, kinh tế khó khăn. Và đây là cửa hàng McDonald Bến Thành mới thông báo ngừng hoạt động. Quả thực, dạo quanh khu vực trung tâm Sài Gòn có thể thấy rất nhiều mặt bằng bỏ trống, treo bảng cho thuê hoặc bán từ vài năm nay. Điều này đã dần trở thành phổ biến ở khắp Việt Nam, không chỉ nhà mặt tiền mà ngay tại các chợ truyền thống cũng có thể thấy rất nhiều sạp hàng đóng cửa ngừng kinh doanh. Tình trạng này xảy ra do nền kinh tế ngày càng eo ụt, tuột dốc, sức mua giảm mạnh, kinh doanh thua lỗ nhưng giá thuê mặt bằng không giảm. Ngày 29 tháng 8, báo VN Business dẫn lời bà Mark Hill, tổng giám đốc Starbucks Việt Nam từng phải thốt lên rằng giá thuê mặt bằng trên cả thế giới đều giảm, chỉ có ở Việt Nam là không. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe doanh nghiệp. VN Business cũng cho hay, việc giá mặt bằng tăng quá nhanh đầu năm 2024 đã khiến nhiều thương hiệu lớn cũng phải rời đi. Như trường hợp của Highland Cafe đã trả mặt bằng tại góc phố Nguyễn Du và Buster Yên Sushi đóng cửa chi nhánh số 8 Đồng Khởi. Thương hiệu F&B có tiếng cũng trả mặt bằng thuê trên đường Nguyễn Huệ, Quận Nhất khi chủ nhà hàng tăng giá thêm 12%. Thương hiệu khác ở khu vực đường Thái Văn Lung cho biết cũng sẽ trả lại vì không gồng nổi mức giá thuê gần 680 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể, hàng loạt mặt bằng vị trí kim cương ở Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Ngô Đức Kế cũng rơi vào tình trạng bỏ trống cả năm vì khó kiếm khách chịu được mức giá vài trăm đến cả tỷ đồng một tháng. Theo VN Express, nhiều chủ nhà có tâm lý thà để mặt bằng trống chứ không giảm giá vì họ không bị áp lực về thu nhập, khả năng tài chính của họ đủ để chịu đựng việc mặt bằng bỏ trống. Họ tin rằng giữ giá thuê ổn định giúp bảo đảm giá trị tài sản của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin các thương hiệu lớn trả mặt bằng vì giá quá cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Diễn tập bắn đạn thật và phun vòi rồng vào tàu lạ của Cảnh sát biển Việt Nam VOA tiếng Việt ngày 17 tháng 9 loan tin Cảnh sát biển Việt Nam diễn tập bắn đạn thật trực tiếp vào tàu lạ. VOA dẫn cổng thông tin của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đưa tin ngày 16 tháng 9 cho hay, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2024 từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, với tình huống giả định là có các tàu lạ xuất hiện trên biển nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. VOA cho biết Bộ Tư lệnh nêu trên quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định đến bờ bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn tường thuật của Cảnh sát Biển Việt Nam viết rằng, trong đợt diễn tập lần này, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức bắn thành công súng B-41, súng trung liên APD và đưa ra các tình huống giả định bằng hình thức đối kháng trực tiếp với các tàu lạ vào nội dung diễn tập. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực chiến đấu, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và lực lượng trong tình hình mới, trang này viết. VOA cũng cho biết, đoạn ghi hình của báo tuổi trẻ online cho thấy, ngoài bắn đạn thật, vùng cảnh sát biển Ba còn phun vòi rồng để xua đuổi tàu lạ. Trang Bình Thuận Online thì đưa tin rằng, đợt diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật này được thực hiện trên vùng biển Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận. Theo VOA, Trang Bình Thuận Online dẫn lời ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, thăm mưu trưởng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển Ba, người trực tiếp chỉ huy diễn tập cho biết, đơn vị này đã xác định nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bán đạn thật trên biển năm 2024 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng thời bám sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ. Vẫn theo VOA, trước đây vào các dịp khác, chính quyền và truyền thông nhà nước Việt Nam lên án việc hải cảnh Trung Quốc tấn công và đám chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam tại các vùng biển mà hai nước có tranh chấp chủ quyền. Theo quan sát của VOA, khi không nêu đích danh Trung Quốc, báo chí và nhà chức trách Việt Nam khá nhiều lần đề cập đến các tàu lạ, gây ra các vụ việc và dư luận ngầm hiểu, đó là cách gọi các tàu của nước láng giềng phương Bắc. Và đây là hình lễ khai mạc chương trình giao lưu giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, tháng trước, Cảnh sát Biển Việt Nam và Trung Quốc lại vừa có cuộc giao lưu công tác đảng, công tác chính trị. Trang VOV cho hay, trong khuôn khổ chương trình giao lưu công tác đảng, công tác chính trị, sáng ngày 27 tháng 8, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cùng Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Trung Quốc, đã đồng chủ trì buổi lễ khai mạc chương trình giao lưu. Theo VOV, đây là chương trình giao lưu lần thứ nhất năm 2024 và là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng, hai nước, cũng như củng cố làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc, đưa mối quan hệ của hai lực lượng đi vào thực chất, hiệu quả, làm tiền đề xây dựng, thúc đẩy các hoạt động hợp tác khác trong thời gian tới. Trở chiều thay, sau cuộc giao lưu này, chưa đầy một tháng, thì cảnh sát biển Việt Nam đã phải diễn tập bắn đạn thật và phun vòi rồng nhằm vào các tàu lạ. Điều này cho thấy Việt Nam đang thận trọng và cảnh giác trước những diễn biến ở biển đông nhất là việc Trung Quốc liên tục gây hấn với Philippines thời gian gần đây. Không rõ qua cuộc giao lưu trên, hai bên đã hiểu nhau đến đâu, hợp tác như thế nào khi mà một bên luôn ỉ mạnh hiếp yếu từng bước lần dần chủ quyền của bên còn lại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Diễn tập bắn đạn thật và phun vào rồng bào tàu lạ của Cảnh sát biển Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.